Xin chào, đây là anh Khang. Anh ấy là giám đốc marketing, nhưng kế hoạch của anh đang gặp rắc rối vì anh không tìm được một nhà sản xuất phim kinh nghiệm. Còn đây là chị Thu, giám đốc một công ty dược. Chị đang muốn triển khai một chiến dịch video marketing online. Công việc rất bận rộn, chị muốn tìm một đối tác sản xuất phim tin cậy, uy tín và có thể theo dõi tiến độ công việc. Anh Khang và chị Thu đã lựa chọn và rất hài lòng với AMA Media, bởi vì chúng tôi có nguồn lực chủ động thực hiện tất cả quy trình sản xuất trên nền tảng EIB mạnh mẽ. Bạn có thể làm việc với chúng tôi mọi lúc mọi nơi, trên điện thoại, máy tính bảng hay laptop. Mọi việc sẽ được thực hiện chỉ với 4 bước cơ bản: yêu cầu sáng tạo, xây dựng concept, sản xuất, hoàn thành dự án. Bước 1, yêu cầu sáng tạo, bạn hãy truy cập vào ứng dụng hỗ trợ trực tuyến, điền đầy đủ thông tin và gửi yêu cầu sáng tạo tới chúng tôi. Bước 2, xây dựng concept. Giờ bạn hãy ngồi thư giãn với tách cà phê hoặc làm điều gì đó bạn thích, trong khi chúng tôi họp sáng tạo để xây dựng các kịch bản ý tưởng chờ bạn duyệt. Từ các kịch bản ý tưởng, chúng tôi xây dựng các kịch bản phân cảnh, vẽ storyboard chi tiết, dựng animatic trực quan. Khi bạn đã hài lòng với animatic, chúng ta sẽ sang bước 3, sản xuất. Chúng tôi sẽ gửi một danh sách các diễn viên, trang phục diễn viên, thiết kế bối cảnh như storyboard để bạn duyệt và bắt đầu bấm máy ghi hình. Đó là một quá trình sáng tạo nghệ thuật nghiêm túc, tỉ mẩn và vất vả. Công việc tiếp theo của chúng tôi là xử lý hậu kỳ, cắt dựng, kết hợp đồ họa, âm thanh, tiếng động, âm nhạc và chỉnh sửa màu để cho ra sản phẩm cuối cùng. Bước 4, hoàn thành dự án. Giờ thì bạn nghiệm thu và hài lòng với sản phẩm, sẵn sàng phát hành qua các kênh quảng cáo như truyền hình, YouTube, Facebook, website để tận hưởng thành quả do chiến dịch marketing đem lại. AMA Media, tự hào cung cấp dịch vụ sản xuất phim, sáng tạo và uy tín.